Tôi nhớ lại một ngày nọ khi đi học, tôi quên mang theo thánh ca và tôi có thể xem trong quyển kinh thánh để nơi ghế ngồi. Tôi đã mở nó ra ở những trang chính giữa và tôi có thể hát theo đúng những lời trong quyển kinh thánh đó. Tôi tự hỏi phải chăng tôi đã có một cuốn kinh thánh và nhớ rằng tôi đã được tặng một quyển kinh thánh nhỏ bỏ túi. Đó là quyển kinh thánh Tân Ước Gideon. Bây giờ, đây là điều lạ mà tôi không tài nào giải thích được. Trước hết, đó là quyển kinh thánh Tân Ước mà tôi không cần phải tìm kiếm. Nhưng đó là ấn bản Tân Ước đặc biệt của hội Gideon. Không biết làm sao mà họ lại thêm vào sách Thi Thiên và Châm Ngôn. Nhưng khi tôi lật từng trang đến ba lần, nhưng không thể nào tìm được những lời lẽ đó. Tôi thách thức với Chúa rằng, nếu Ngài thật sự là Đức Chúa Trời, xin hãy chỉ cho tôi tìm được chỗ đó. Ngay cả tôi mường tượng sẽ được nghe một giọng nói bí ẩn. Đây này, con trai ta. Và có đôi bàn tay bí ẩn sẽ mở kinh thánh ra và chỉ cho tôi. Nhưng cái xà lim giam giữ tôi vẫn không hề có động tĩnh gì hết. Và cũng chẳng có điều gì lạ xảy ra. Hai tay tôi run rẩy và đi tìm điếu thuốc. Tôi ngậm nó trên môi và đã nhớ rằng trong lúc quá đau buồn khi đọc bức thư, tôi đã quên đem theo hộp diêm quẹt. Thật là tốt cho điếu thuốc khi không có hộp quẹt. Tôi nhớ rằng tôi đã giấu những diêm quẹt trong gáy của những quyển sách và đồ đánh lửa ở trong một trang sách nào đó. Tôi nhìn quanh thấy một quyển sách đang nằm dưới đất và tôi nhặt lên tìm lửa để đốt thuốc. Nhưng tôi lại tìm được một loại lửa khác. Thi Thiên 23. Tôi nhìn lên đầu trang với dòng chữ xa lạ này. Lúc đầu tôi nghĩ nó bị sai chính tả. Với vốn kiến thức tiếng Anh hạn chế, tôi nghĩ có điều gì đó sai lầm ở đây. Làm sao mà bạn có thể phát âm những lời đó là Thi Thiên chứ? Nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng tôi lật từng trang thì nó vẫn giống như vậy. Đó không phải là lỗi chính tả. Tôi trở lại với trang tương tự và nhìn thấy những từ giống nhau. Mắt tôi nhìn xuống những dòng đầu tiên và tóc tôi dựng đứng cả lên khi tôi đọc được những lời mà tôi đang tìm kiếm. Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Và tôi đang ở trong trũng bóng chết. Một tay tôi cầm quyển kinh thánh và tay kia đang cầm bánh xà phòng carbolic để kết thúc cuộc đời. Thêm một bước nữa thôi là tôi sẽ bước vào cõi hư mất đời đời. Nhưng Chúa đã ở đó. Ta đang ở với con đây. Cây trượng và cây gậy của ta đang an ủi con. Lúc bấy giờ giống như con người chăn đang đi ra tìm kiếm và kéo những con chiên đang lạc bên bờ vực thẳm. Ngài kéo tôi trở lại. Năm 12 tuổi, bố tôi đã đánh tôi. Và kể từ đó, tôi không bao giờ khóc được nữa. Nhiều lần bị gia đình bỏ rơi, tôi cũng không thể nào khóc được. Tôi không thể khóc khi mẹ tôi qua đời. Nhưng giờ đây, tôi lại khóc bởi vì tôi cảm thấy mình được tự do. Tấm lòng cứng cỏi và cay đắng của tôi trở nên mềm mại. Tôi cảm thấy giống như có một cục tẩy đang tẩy sạch quá khứ đen tối của tôi. Tôi cảm thấy sự bình an của Chúa đến với đời sống tôi. Tôi biết có điều gì đó đang xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi quỳ gối xuống. Chúa Giê-xu ơi,
Có phải thật là Ngài không? Nếu vậy, xin Ngài hãy cất mọi điều này ra khỏi con. Hãy làm bất cứ những gì Ngài muốn. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Ngài đã đưa tay ra nhặt lấy tôi, giống như một đống vẽ rách dơ bẩn, giấy máu bị xã hội dứt vào sọt rác của cuộc đời. Và Ngài dùng huyết của con Ngài rửa sạch tôi. Tối hôm đó tôi ngủ một giấc ngon lành. Mọi lo lắng, buồn phiền và sự sợ hãi của tôi đều tan biến, và tôi cảm thấy mình được thay đổi. Không, cuộc đời tôi không thể nào thay đổi được trong thời kỳ đen tối đó. Tôi không thể ra khỏi Xà Lim vào ngày hôm sau với ánh hào quang trên đầu. Cuộc sống tôi vẫn diễn ra bình thường, nhưng chắc chắn có được sự biến đổi. Tôi mong ước được đi học trở lại, và tôi trở thành người tù đầu tiên hoàn tất khóa học Cambridge, tức là khóa trung học ở trong tù. 7172 bước ra. Tôi nhớ lúc ra khỏi tù lần cuối. Tốt lắm người anh em. Chính người cai ngục từ chối không cho tôi về thăm mẹ tôi lúc bà qua đời đã nói Never tie. Cuối cùng thì anh cũng trở về nhà.